Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên các dòng xe bán tải và các dòng xe lằng nhằng khu khoằm. Một chiếc xe vừa về cửa hàng ngày tối hôm qua. Và con này thì em sáng nay mới chỉ rửa nước lã thôi, chưa có mông má xì tốt xì tát gì cả. Nhưng mà đấy các bác nhìn này, xe đẹp như mới luôn. Một chiếc xe màu gọi là màu xám đây, xám cho đây. Vâng, rất là đẹp. Với thùng nắp cao. Vâng, một chiếc xe máy dầu, số sàn, hai cầu. Con này thì rất thích hợp cho bác nào mà chạy công trình, công trường hoặc là các bác nào mà chạy đồi núi đó, rất là ok. Cái con này là sử dụng động cơ hai cầu điện với hộp số sàn 6 cấp và đăng ký 5 chỗ ngồi. Thùng của xe thì rất rộng rãi luôn các bác nhá. Vâng, và đây là một chiếc xe bản LE. Vâng, LE. Một chiếc bán tải nhập Thái và đây là một dòng xe rất là người ta gọi là to cao đen hôi á. Form dáng thì vuông vức. Con này được cái là xe nó vẫn còn zin gần như là mới luôn. Đầu đài đĩa đóm thì chỉ có mỗi cái đầu đĩa thôi. Đấy, điều hòa chỉnh cơ và cài cầu của chiếc xe là sử dụng cầu điện nữa các bác nhá, không phải cầu cơ. Đăng kiểm của chiếc xe này thì đến tháng 7 năm 2022 và với cái tầm tiền thì loanh quanh từ 300 đến 400 thì Nissan Navara cũng là một lựa chọn cực kỳ ok vì đây là một chiếc xe tận đời 2013. Với một chiếc xe đời 2013 tại Vũ Duy Ô Tô thì bình thường Forerunner thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 400 một tẹo. Còn với dòng Nissan Navara với một chiếc xe hai cầu máy dầu số sàn này thì bên em bán giá chỉ hơn 300 đến 400 thôi. Thì giá thì chính xác thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe và em sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Vâng, một chiếc xe biển thần biển 29H48025. Con này thì sản xuất năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc và được đăng ký lần đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì về Sài Gòn, Hà Nội nhé các bác nhá. Đấy, form xe rất là vuông vức và sơn si đồng sơn của xe thì đều đẹp. Nói chung là các bác mua cái tầm tiền như thế này về thì các bác chạy rất là ok. Và tính ra thì mỗi năm các bác chỉ mất có khoảng tầm 20 triệu tiền khấu hao xe thôi. Và cái dòng xe bán tải thì ở Vũ Duy Ô Tô em có rất nhiều. Nên là các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể qua cửa hàng trực tiếp xem xe và thẩm nghiệm. Còn con này được cái là gầm sàn rồi. Gầm của nó rất là đẹp, sáng luôn các bác nhá. Gầm sáng căng luôn. Đây em cho các bác xem gầm này. Đấy, các bác úi giời, bị ngược cam rồi. Đấy, các bác có thể nhìn gầm. Vẫn bị ngược cam. Thế chị này. Rồi. Đây. Vâng, phải quay từ bên này các bác. Vâng, đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Gầm nữa. Vâng. Gầm cầu sáng láng luôn, sắt xi đen thẳng căng nhá. Đấy. Thế còn về phần sơn xi thì các bác cứ yên tâm. Vâng, con này thì sơn chất phải biết đấy. Nắp cánh cửa đấy ạ. Tôn rất là mỏng luôn các bác nhá. Và nắp capo này. Xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước rồi, bao cam kết không có phạt nguội rồi. Và Nissan Navara là một mẫu xe form dáng khá là vuông vức. Vâng, gầm cao, máy khỏe đấy. Các bác có thể nhìn ngay từ phần logo đấy ạ. Và các cái thanh nẹp chrome sáng bóng, căng, khỏe, chắc chắn đấy. Và các cái hốc gió tản nhiệt của xe thì rất là to bản, nên là khả năng làm mát xe rất là tốt. Hệ thống đèn của xe thì là đều là bóng đèn zin. Tuy nhiên là đèn này thì hơi cũ theo thời gian một chút thôi, không có vấn đề gì các bác nhá. Công suất đèn là 55W, đúng tiêu chuẩn của nhà của Việt Nam luôn, nên là đi đường sẽ không gây chói mắt. Còn phần cản trước thì có cái vết này này. Cái này thì vừa mới va quẹt từ hôm bác chủ bác ấy bảo là anh đi anh không để ý. Thế nhưng mà cái này thì bình thường, kiểu gì em phải xì tuốt lại cho các bác. Đây cũng thế này. Đấy. Nói chung là xe bán tải thì những cái phần này đơn giản thôi, chứ không thể bảo là được như xe mới được. Đấy. Xe vừa về nên là tất cả những cái phần sơn xi xì tuốt thì chắc chắn là em sẽ phải làm rồi. Đấy. Các bác nhìn thì các bác có thể đoán được là thường là xe gia đình hoặc là các bác đi công trình công trường thì cũng sẽ không giữ nhiều lắm. Nhưng mà con này phải nói được cái là người ta giữ khá là ok. Lốp của chiếc xe thì là sử dụng lốp Duro Briton 4 lốp nha các bác nhá. 4 quả lốp Duro Briton. Và cái lốp này là sử dụng lốp 255-70 với la răng là 16 inch. La răng 5 chấu này, phanh đĩa hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Đấy, còn cua lốp thì sạch sẽ ra, cua lốp đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn sâu vào trong sắt xi của nó này không có han mục nhá. Con này thì không có chạy miền biển nên là các bác yên tâm. Về chất xe thì khỏi phải bàn luôn. Và cái dòng xe này thì được những bác ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc hay là gì các bác chạy rất là nhiều. Đấy, dòng Nissan là một dòng xe rộng rãi, không gian bên trong cũng rất là rộng, không bị gò bó. Đấy, thùng sàn của xe thì ok. Và đấy các bác nhìn sắt xi nó đẹp như thế này thì hỏi thật các bác cái chất xe thì như thế nào.
Nhíp cầu của xe là nhíp cầu 5 lá nhá. Khả năng tải theo công bố thì khoảng hơn 4 tạ thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì các bác có thể là tải hơn 1 tấn vẫn ok. Đấy, chụp cắt đăng là các bác ơi, sạch sẽ luôn. Tất cả các chi tiết của xe thì đều sạch sẽ. Và gầm sắt xi đây, không han mục nhá các bác nhá. Đấy, gầm sắt xi đẹp, không han mục. Và con này thì có bậc để chân được của hãng luôn, chắc chắn vô cùng. Nhưng mà tuy nhiên thì chiếc xe thì thiếu cái giá nóc. Đấy, thiếu cái giá nóc thì thôi. Vâng. Bầu gương xi nhan rất là, gương chiếu hậu rất là to. Đấy, chiếu khả năng soi gương này. Rồi đã được lẹp cái chi tiết chống mất trộm gương. Gương chỉnh điện đầy đủ các bác nhá. Vâng. Và đấy, tôn vỏ rất dày. Đấy. Cửa chắc chắn keo chỉ bao zin. Đấy, keo chỉ này. Con này keo chỉ bao zin rồi. Tem còn nguyên đây này các bác ơi. Đấy. Vâng, tappy sạch và tappy của nó là vải nỉ nhá các bác nhá. Đây bên trong này anh thấy này. Đấy, đồ zin của nó xe rất là đẹp. Đấy, các cái chi tiết này gần như còn nguyên. Đấy, 2013 còn nguyên. Còn cái chỗ này sờn rách thì không vấn đề gì, khâu nhẹ cái là đơn giản. Đấy, còn kính điện, khóa điện các thứ đầy đủ. Đấy, kính này, lên xuống này. Đấy, em sẽ mở khóa điện lên. Đấy. Kính điện này. Và con này thì dán phim cách nhiệt hết rồi nhá. Nên là ngồi trong xe rất là yên tâm. Đây, dán phim này thì của bác chủ, bác ấy cũng dán tầm hơn 4 triệu rồi. Đấy, các bác về đi cũng không phải lo lắng. Thế còn đây là kính gương chiếu hậu chỉnh điện đầy đủ này. Đấy, phần đèn đóm đây. Đấy, pha này. Đầy đủ các bác nhá. Và đồng hồ hiển thị của nó là 10 vạn. Đấy, đồng hồ hiển thị 10 vạn luôn. Tablo sạch. Và đây các bác nhìn vô lăng này, còn chưa mòn luôn này. Đấy. Nó chỉ những cái chỗ bám này thôi. Thì cái này nếu mà theo kinh nghiệm của em ấy thì cái này khoảng tầm hơn 10 vạn. Thế nhưng mà đồng hồ hiển thị vậy thôi. Đấy, cái này thì bình thường các bác nhá. Vâng, đi mua xe cũ mà. Thế còn túi khí an toàn thì còn nguyên. Còi to. Đấy, cần số đẹp, cần số này. Số nghĩa, chữ nghĩa rõ ràng và không có mờ. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Và con này thì sử dụng cài cầu điện. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, một cầu, hai cầu, cầu cao, cầu chậm. Đấy, thế còn bên này thì điều hòa là chỉnh cơ, chỉnh phím volume như các bác nhá. Có cái màn hình đĩa đơn giản thôi. Cái này thì bác nào thích thì các bác có thể lắp thêm một cái màn hình Android vào đây. Đấy là ok. Nhạc nào. Đấy. Vâng. Có nhạc đấy. Con này loa hơi bình, nói chung là loa trung bình thôi, không được đẹp lắm. Thế còn đấy, tablo này các bác nhìn này. Nhựa của nó còn đẹp nguyên, gần như là mới. Vâng, thực sự là quá mới luôn. Đấy, gạt mưa gạt kính hoạt động hoàn toàn bình thường, nước lôi phun đầy đủ đấy. Không thiếu cái gì nhá các bác nhá. Và được cái là trần nỉ của chiếc xe này thì được bọc ni lông nên là rất là sạch sẽ. Cái chỗ để đồ, cái người ngồi đằng sau đây các bác nhìn này, đều là ghế nỉ rất đẹp. Vâng, ghế rất đẹp, ghế zin nguyên bản đấy ạ. Thế còn phần sàn của xe thì đều là sàn da, đã được lót cái sàn 2D. Đấy. Bàn đạp chân phanh chân ga của xe thì tươi luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Bàn đạp này, đấy các bác nhìn bên này. Đấy. Sơn xi keo chỉ bao zin, xe cứng. Vâng. Nói chung về chất xe con này thì khỏi về chê luôn. Em sẽ kiểm tra đồ nghề xem nào. Ái chà, không thấy tí đồ nào luôn. Đấy. Vâng. Dòng xe Navara là một cái dòng xe bán tải được rất là thịnh hành tại thị trường Việt Nam. Dòng này thì đi nó rất là lành bền. Đấy. Thùng chậu thì sạch sẽ. Và đây các bác nhìn gầm này. Các bác nào quan tâm đến kênh nhà thì các bác nhìn đấy ạ. Vâng. Tất cả gầm cầu của xe thì rất là sáng láng, có cả tản nhiệt cho cầu luôn. Đấy. Hiếm có mới có cái dòng xe nào mà nó sử dụng cái tản nhiệt cho bố cầu này. Đấy, thế còn bên này như thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, rất là tươi. Nắp thùng đây. Đấy, thùng rất rộng nhá. Các bác chở đồ trong xe rất là ok. Đấy, kín thùng, không bị nước lôi vào. Cái này thì em vừa mới phun rửa xong nên là các bác thông cảm nhá. Vâng, còn thùng thì rất là sạch sẽ rồi. Nói chung là đấy, xe đẹp chỉ có rửa nước qua là ok. Đấy, còn sàn thùng này. Rồi cũng như là các cái phần đinh ốc. Đấy, đinh ốc này, các bác nhìn này. Đấy, đinh ốc này, đinh hàn này, của nó còn nguyên. Đấy, xe thì bao đẹp cho các bác luôn, không có lỗi lầm. Đấy. Đương nhiên là các bác khó tính thì em cũng bảo luôn các bác là nếu với những chiếc xe này, với các bác khó tính thì thực sự là nó cũng chỉ là 10-10 thôi. Mình không thể đi so một chiếc xe cũ đã chạy được chục năm với một chiếc xe mới được. Thế nên là các bác mua thì tiền nào của đấy các bác nhá. Vâng, hệ thống đèn hậu của chiếc xe thì các bác nhìn này, bầu đèn căng đét luôn. Đấy.
sáng rõ ràng. Và đèn đóm thì bao cho các bác là sáng toàn bộ, sạch sẽ, không có lỗi lầm. Và đèn này đều là đèn zin các bác nhá. Đấy, đèn zin. Đấy, biển số này và có cả thanh chống gọi là chống va chạm đấy. Và cản sau của xe thì rất là đẹp. Tuy nhiên con này thiếu cái cảm biến lùi gắn vào hai bên này. Đấy. Còn được cái là dòng này thì nó khỏe. Vâng, chạy rất là khỏe, hơi ga khỏe. Đấy, lốp Ayash 07 của Deadton. Đấy, dòng lốp 2019. Con này lốp 2019 thì nó dày khựu luôn rồi các bác. Đấy. À, các bác nhìn sassi này. Chỉ cần nhìn sassi này thì có thể đoán được chất xe rồi. Thực sự là như vậy ạ. Vâng. Đấy, sassi thì rất là đẹp. Đấy, gầm cầu sáng, tất cả các chi tiết của nó gần như là sáng mới luôn. Đấy, nội thất nhìn từ bên này sang. Đấy. Một chiếc xe bán tải khỏe bền đẹp luôn đấy ạ. Vâng. Chắc chắn. Và dòng này thì đi nó rất là lành bền. Vâng. Dòng này là một dòng xe thực sự người ta nếu mà như bọn em nói là câu là trâu bò đấy ạ. À, rất là khỏe. Đấy, xe thì chắc chắn vô cùng. Còn đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2022 nhá. Và chiếc xe này thì bây giờ vẫn là đăng kiểm 1 năm. Vâng. Đấy. Máy này em sẽ đề nổ cho các bác xem. Bản lề ốc này còn nguyên này. Đấy. Đề nào. Đấy, máy rất là êm. Đề cái luôn lên ngay. Vâng, và máy số rất êm, không bị đề dai. Đấy. Và đồng hồ không hiển thị lỗi là các bác nhỉ. Mà còn cái này thì là nó đang bị chạm cái dây của túi khí ở phía bên này nhá các bác nhá, chứ túi khí còn nguyên. Các bác nào thích thì có thể là mở ra kiểm tra. Đấy, đơn giản thôi ạ. Vâng. Cái này thì bao cam kết cho các bác rồi, thì các bác yên tâm. Đấy. Thế còn phần lắp cabo thì khoang máy của chiếc xe này, con này sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Đấy, động cơ máy dầu 2.5, máy Nissan DI. Và con này thì đây các bác nhìn này, ngay phần đầu dàn cái này nó vẫn còn nguyên tem nhãn này, rõ ràng và ốc còn chưa ra. Đấy, máy dầu chạy rất là lành luôn nhá. Và máy thì khá là khô. Đấy, máy khô luôn, sạch sẽ luôn. Đấy. À, máy này thì 2.5 nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó khoảng 7 lít dầu trên 100 cây thôi. Đấy, một mức tiêu thụ rất là ok. Ăn dầu ít, xe ăn cứng, có ABS đầy đủ rồi. Đấy. Tai đèn đây các bác nhìn này, còn nguyên luôn. Đấy, tai đèn còn nguyên. Bên này như thế này. Đấy. Một mẫu xe bán tải gầm cao, nhập Thái, máy dầu. Xe Nhật nhưng mà được sản xuất nhập Thái. Và có nhiều bác thì hay đặt một câu hỏi là tại sao mà chiếc xe bán tải thì hầu như là nhập khẩu bên Thái. Thì em cũng khuyên thưa với các bác rằng là bên Thái là một thị trường xe ô tô lớn, có thể là lớn nhất Đông Nam Á. Thế nên là bên Nhật người ta đặt công ty tại đấy, ví dụ Nissan, Mazda, rồi Ford, rồi Mitsubishi đều sản xuất ở bên đấy hết các bác nhá. Vâng. Những nhà sản xuất lớn về dòng xe bán tải hay là xe máy cũng đều sản xuất tại Thái Lan hết. Tuy nhiên chất lượng của những cái dòng xe nhập này thì các bác biết rồi, đi nó rất là lành bền và xe thì cực kỳ ngon. Đấy. Thế nên là bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Cửa hàng em tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm và cũng rất vui khi được các bác đến chọn mua một chiếc xe nào đó tại Vũ Duy Auto. Bác ở tỉnh xa thì bên em có thể là vận chuyển cho các bác đến tận Phú Quốc, Kiên Giang cũng được. Có nghĩa là chỗ nào ở Việt Nam thì em cũng đều vận chuyển hết các bác nhé. Các bác chỉ cần cọc tiền để rút hồ sơ. Sau đó thì khi các bác nhận xe thì các bác sẽ được trả full tiền. Còn chất lượng xe thì bên em đảm bảo cho các bác từ A đến Z thì các bác yên tâm. Có sao thì báo vậy. Nói chung là xe cũ thì không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhưng mà những cái cơ bản, ví dụ như là máy số gầm bệ thì chắc chắn là phải ok rồi. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto và rất vui khi được các bác đến xem xe và thẩm nghiệm một chiếc Nissan Navara đời 2013 bản L 2 cầu số sàn đang có mặt tại Vũ Duy Auto với động cơ máy dầu 2.5 và chiếc xe này thì đang bán với cái giá là 379 triệu đồng, một cái mức giá rất là ok so với tầm giá xe bán tại. Cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe thực sự là tuyệt vời, những chiếc xe thật là ngon. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.